Hello, chào mừng các bạn trở lại kênh YouTube của mình. Hello everyone, welcome back to my channel. Nè các bạn, hôm nay mình ở Costco nè các bạn, mình đi mua cái set này nè. 1699. Bây giờ mình đang đợi người ta lại lấy cho mình. 10x8. Đằng trước thì giờ mình thấy nó đẹp. Nó khác hơn cái kia. Trong thì nó cũng rộng dữ lắm. Hôm nay mình ở nhà lắp ráp cái nhà nhỏ nè các bạn. Today I stay home to assembly the new set we just bought. It's from Costco last week, but I don't have time to put it together. Mình mua cái set này hồi từng rồi ở Costco đó các bạn, nhưng mà mình chưa có thời gian mình lắp ráp nó lại. Hôm nay mình ở nhà mình ráp nè các bạn. Mình tính mướn người ta ráp. Có người láng giềng nó nói á, ráp cái set này chỉ có 200 đồng mình tính mướn người ta, nhưng mà mình điện mình kiếm người ta hỏi á, thì nó đòi tới 600 đồng hoặc là 1.000 đồng, nó kêu giá trên trời không à. My neighbor told me that his dad in Toronto asked somebody assembly this set only $200, but I checked his online is people cost me $600 to $1,000. Crazy price. So I'm gonna put it together myself. Bây giờ mời các bạn theo mình nha, lắp ráp cái set này. Giờ mình tháo thùng ra nè các bạn. Cái thùng đầu tiên đó là cái giống như cái này là cái floor. Mấy cái miếng này để làm cái floor nè. Giờ mở hai cái thùng rồi đó các bạn. I unboxed two box already. Nhìn thấy sợ không các bạn? It looks scary. There's a lot of parts. And this is all the hardware. Now I go to put the frame together before I set everything up. Bây giờ mình làm cái sườn trước, xong rồi mình mới gáp lại. Thấy sợ không các bạn? Bao nhiêu đồ nghề. I have to figure out what piece go together. Giờ mình phải tìm kiếm miếng nào theo miếng nấy. Nè các bạn, nó có cho mình cái cuốn sách dạy mình, hướng dẫn mình sao làm nè. Đó, bây giờ mình bắt đầu mình làm cái trang này trước nè. Mình gáp cái sườn này trước. Giờ mình gáp cái sườn này. Bây giờ mình gáp cái frame xong rồi đó các bạn, cái sườn mình gáp rồi hết rồi đó. Bây giờ mình move on the next section. Giờ bắt đầu mình gáp cái này lại, bắt góc lại. Giờ mình đang làm tới cái window. Bây giờ mình đi xứ sản mình lót cái form. Cái này làm thì mất thời gian lắm. Sau một buổi gáp được cái cửa với cái sườn, bây giờ mình cái chiêu của mình á, cái battery nó hết rồi. Bây giờ mình phải đi sạc mới làm tiếp. Tối rồi. Ở sau này á thì mình set cái floor nè. The guy that did the pad, he didn't swear the pad for me. So now is the corner doesn't match up. Bây giờ mình bắt mấy cái nẹp vô đây nè các bạn. Bây giờ bắt đầu mình dẫn dắt từng.
mình đã gáp cái qua phía sau này rồi hết rồi nè. Giờ mình đã bắt đầu đi cái side corner này. Đó, mình gáp được phần nửa, hơn phần nửa một chút xíu rồi. Còn mấy cái panel nữa là hết rồi. Xong rồi đó các bạn, mấy cái giáp tường là mình dựng lên rồi hết rồi đó. Bây giờ mình gắn cái này, cái trang này cho cái nút rồi các bạn. Nó xài hai người, mình làm những người này. Bạn thấy không, cái rút là dặn rồi rồi đó. Các bạn bây giờ mình mới bắt cái miếng sắt này lên nè, cho nó support, nó giữ cái sườn này cho nó có xô, nó nặng, nó không có sọc. Với cái sườn này không thì nó sẽ bị sọc. Mỗi một cái, mỗi một bên nó kèm vô một miếng gì, hai bên đó, bên này, bên kia, cho nó giữ lên cho nó chắc. Chứ xô nặng quá nó sẽ sọc. Cái này á thì cell tab screw nè, mình để vô mình bắt mình khỏi cần khoan, mình phải dùng sức. Giờ cái nhà nhỏ mình gáp xong rồi đó các bạn, thấy coi được không? Hai ngày trời, một ngày làm 4-5 tiếng, thấy coi cũng được ha các bạn. Cái này phía bên hông nè. Cái này phía sau. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thấy thích, cho mình một cái like và một cái share. Xong. Và nhớ đăng ký ủng hộ mình nhé. Thank you for watching. Bye bye.